Đây không phải là Syri, các tay súng đang trực chiến ở Mariupol trải lòng với báo Nga. Lenta.ru đã đăng tải bài phỏng vấn tiểu đoàn Vostok, đơn vị dân quân thân Nga đang trực tiếp tham chiến ở Mariupol. Chúng tôi xin được lược dịch bài viết dưới đây. Mariupol không giống Syri Tại căn cứ giã chiến của tiểu đoàn Vostok thuộc Dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR, đơn vị được thành lập vào tháng 5 năm 2014, có một sự ồn ảo tương tự như trong một hoạt động kinh doanh. Đợt bổ sung quân tiếp theo tới các vị trí chiến đấu đang được tiến hành, vũ khí hạng nặng và đạn dược đang được chất lên những chiếc xe tải Uran, các tay súng đang kiểm tra lại vũ khí cá nhân của mình. Ngày hôm qua họ là thanh niên vừa đến tuổi trưởng thành, thợ mỏ, người bán hàng, sinh viên, còn giờ đây là bộ binh của dân quân DPR hay Ork, theo cách gọi của phía Ukraine, những người gánh trên vai trách nhiệm chiến đấu ở Mariupol. Những người đã trở về từ đợt chiến đấu trước hầu hết đều đang ngủ say trong tiếng gầm rú của xe tải, tiếng bốc hàng ầm ầm hay tiếng đồng đội của họ nói chuyện. Tôi, phóng viên thường trú của Lenta.ru ở Donetsk, gặp lại Maxim Formin, còn được gọi là Vlad Lentatarsky. Hơn một tháng trước, tôi gặp anh ấy trong một tiệm bánh pizza ở trung tâm Donetsk và bây giờ chúng tôi lại gặp nhau gần Mariupol. Khi tôi chuyển lời từ những người bạn chung rằng họ rất lo lắng cho anh ấy, Tatarsky cười, không có gì phải lo lắng. Tôi đang ở trong môi trường sống rất tự nhiên. Theo Tatarsky, ở trong tiểu đoàn Vostok, anh và một số đồng đội hiện vận hành máy bay không người lái giúp trinh sát, điều chỉnh hỏa lực pháo binh và súng cối. Cũng theo tay súng này, điểm đặc biệt của trận Mariupol là không có bất kỳ chiến thuật quân sự thông thường và phía Ukraine được cho là có lợi thế vì đang ở các vị trí phòng thủ. Họ chia thành nhiều nhóm nhỏ, ẩn nấp trong những ngôi nhà và bắn trả. Chúng tôi phải xác định các hỏa điểm và vô hiệu hóa chúng. Điều này cho phép tránh được những tổn thất có thể làm mất khả năng chiến đấu của toàn bộ đơn vị. Mặc dù lưu ý rằng thành phố Cảng đã trở thành một pháo đài, tuy nhiên mọi tay súng của tiểu đoàn đều tin rằng sẽ chiến thắng ở Mariupol và đây sẽ là chiến thắng có ý nghĩa đầu tiên của quân đội Nga thống nhất. Họ cũng giải thích đà tiến quân chậm chạp là do cả quân đội Nga và dân quân DPR đều không có nhiều kinh nghiệm trong chiến tranh đô thị nhưng nó đã được tiếp thu khá nhanh chóng. Theo Tatarsky, ngay cả các sĩ quan có kinh nghiệm ở Syria cũng thừa nhận rằng tình hình ở đây rất khác. Cụ thể ở Syria cũng có các khu đô thị với những tòa nhà dày đặc nhưng số tầng của thấp hơn nhiều. Ở mọi nơi đều có một số thứ mà bạn cần phải thích ứng. Nhiều người trong chúng tôi chỉ quen với việc ngồi trong chiến hào, nhưng mọi người đã nhanh chóng thích nghi và học hỏi, cơn bão đang tới, theo Tatarsky, anh thường xuyên gặp phải thái độ hoài nghi đối với dân quân DPR, cho rằng họ chỉ là nông dân và không biết chiến đấu. Tuy nhiên, anh chắc chắn rằng hiện nay điều kiện thực chiến cho thấy rằng ngay cả một người ngồi trong chiến hào nhiều năm cũng có ích hơn một người chưa có kinh nghiệm chiến đấu. Một cựu binh đã là tốt rồi, anh ta sẽ có nhìn nhận thực tế đầy đủ hơn và họ có một động lực nghiêm túc khi rời khỏi nhà mình. Tiểu đoàn có một số lượng lớn người đến từ Mariupol và họ muốn trả thù. Một tay súng Vostok trích dẫn câu chuyện về cuộc đổ bộ của lính dù nga vào Gostomen trong ngày đầu tiên của chiến dịch, một trong những biểu tượng về lòng dũng cảm. Bạn hiểu không? Họ rất tuyệt, nhưng điều này xảy ra mọi lúc với chúng tôi. Từng có một nhóm trinh sát bị đối phương bao vây tại một trong những tòa nhà cao tầng. Chúng tôi điều tới đó một drone để vận chuyển thực phẩm và đạn dược và họ gửi cho chúng tôi những dòng ghi chú cảm động. Các tay súng chắc chắn rằng sẽ còn nhiều câu chuyện như vậy nữa sau kết quả của các trận chiến giành Mariupol không có chiến thắng dễ dàng. Sau khi chào tạm biệt nhóm binh sĩ Vostok, chúng tôi gặp chỉ huy đơn vị ông Alexander Khodakovsky. Trên gương mặt của ông là dấu vết của sự mệt mỏi và thiếu ngủ nhiều ngày. Bất chấp tất cả, ông vẫn đồng ý trả lời một số câu hỏi về tình hình ở hướng Mariupol. Ông Khodakovsky gọi những gì đang xảy ra xung quanh Mariupol trong hai tuần qua là mọi bực bội được chuốt vào một chiếc nhẫn cưới. Theo ông, ở một số khu vực, lực lượng Nga và DPR đã xuyên thủng hàng phòng ngự của kẻ thù, còn ở nơi khác họ thắt chặt thòng lọng một cách bình tĩnh và có hệ thống và đang từ từ tiến về phía trước và vỡ tuyến phòng thủ đầu tiên của thành phố. Chúng tôi đang làm mọi thứ một cách bình tĩnh, cố gắng không lặp lại những sai lầm trong quá khứ và ghi nhớ kinh nghiệm của chiến tranh Chechnya lần một. Họ, phía Ukraine, cũng đã đe dọa chúng tôi rằng sẽ có một Grozny thứ hai. Chúng tôi không phải là những kẻ ngốc và cũng hiểu rõ về rủi ro. Vì vậy, chúng tôi sử dụng các chiến thuật để đối phương không thể kéo chúng tôi vào các túi hỏa lực từ trên cao. Lực lượng của họ được tập trung khá đông và không ai nói là họ không biết chiến đấu. Chiến thắng không bao giờ là dễ dàng, bạn luôn cần nỗ lực và chăm chỉ. Ở đây chúng tôi đang làm mọi thứ để giành chiến thắng. Khodakovsky nhấn mạnh rằng thực tế là nhóm quân Ukraina ở khu vực phía đông đã bị bao vây và việc ra vào thành phố nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga và dân quân DPR. Nhưng Mariupol không phải là một thành phố nhỏ và bất chấp mọi nỗ lực gì tàn dân cư, vẫn còn một lượng lớn người dân cả ở trung tâm và ngoại ô. Điều này làm cho nhiệm vụ của chúng tôi rất khó khăn. Nga có còn ưu thế quân sự sau một tháng tấn công Ukraine? Nhiều người đặt câu hỏi liệu Nga còn giữ ưu thế quân sự hay không khi Ukraine đã chuyển từ chỉ phòng thủ sang đôi khi phản kích và giành lại kiểm soát một số khu vực. Báo Guardian ngày 22 tháng 3 dẫn lời các chỉ huy quân đội Ukraine quả quyết nếu không nhận được thêm đồ tiếp tế, các lực lượng Nga tham chiến ở nước này chỉ còn lượng thực phẩm, nhiên liệu và đạn dược đủ dùng trong 3 ngày. Trong khi theo tờ The Times của Anh, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuần trước chia sẻ với những người bạn rằng quân đội Ukraine hiện chỉ còn 2 tuần trước khi sử dụng hết số tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không do phương Tây viện trợ. Theo các chuyên gia, hiện rất khó kiểm chứng các thông tin trên. Các vấn đề về hậu cần tiếp tế rất khó đánh giá vì cả hai bên đều giữ kín thông tin vì sự ảnh hưởng đến an toàn hoạt động, Nick Reynolds, một chuyên gia về chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu Russi giải thích. Đối với Ukraine, hiện có một mối lo ngại đặc biệt là các lực lượng nước này sắp dùng hết số vũ khí do phương Tây cung cấp, vốn giúp họ đánh bật dàn máy bay và xe tăng hùng hậu của Nga. Kiev đã kêu gọi viện trợ thêm một lượng lớn vũ khí trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 24 tháng 3. Đến nay, Anh đã cam kết sẽ chuyển giao cho quốc gia Đông Âu thêm 5.000 tên lửa để ứng phó với quân Nga. Ngược lại, tình báo Anh và Mỹ chỉ ra nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy các lực lượng Nga đang đối mặt với hạn chế nghiêm trọng về hậu cần ở Ukraine, buộc họ phải tính toán lại chiến lược vừa bao vây Kiev và Kharkov, vừa đồng thời tấn công từ phía Nam và phía Đông. Các quan chức phương Tây tin rằng quân đội Nga đã mất khả năng tiến công nhiều mũi cùng lúc, một phần vì các thách thức trong khâu hậu cần, nhưng cũng một phần do số thương vong họ đang phải hứng chịu, ước tính khoảng từ 7.000 đến 10.000 binh sĩ. Giới phân tích nhận định, các lực lượng Nga hiện tập trung vào nỗ lực thâu tóm Mariupol, thành phố cảng chiến lược ở miền đông nước láng giềng. Mức độ khó khăn của quân Nga được cho sẽ thể hiện rõ qua tình hình thực tế ở khu vực Irpin, tây bắc thủ đô Kiev, nơi đã chứng kiến một số cuộc giao tranh đẫm máu nhất gần như từ đầu cuộc chiến. Nếu các báo cáo ban đầu về một cuộc phản công của Ukraine ở Irpin là chính xác, đây sẽ là dấu hiệu then chốt phản ánh những vấn đề về nguồn cung của Nga dọc theo hướng tiến công về Kiev vẫn chưa được khắc phục dù số thương vong và phối hợp tác chiến kém cũng có thể đóng vai trò nào đó ông reynolds bình luận tuy nhiên quan điểm phổ biến trong giới phân tích là lợi thế vẫn thuộc về quân nga một nguồn tin phương tây giấu tên nhấn mạnh về mặt tổng thể nga vẫn duy trì được các nguồn dự trữ vật chất và nhân sự đáng kể để phục vụ chiến dịch song các đường tiếp tế rất phức tạp đối với một số lực lượng tham chiến của nga đặc biệt là những đơn vị được điều động từ các khu vực cực đông xa xôi của nước này vấn đề của ukraine được đánh giá nghiêm trọng hơn ngành công nghiệp vũ khí của nước này vốn đã nhỏ hơn nhiều so với nga và nhiều khu vực công nghiệp ở miền đông đất nước đang bị chiến tranh tàn phá nặng nề hơn thế nữa xét về phần lớn các khí tài quân sự chủ chốt kiev hiện hoàn toàn phụ thuộc vào dòng cung ứng thường xuyên liên tục từ phương tây để chống lại quân nga tuy nhiên tốc độ sử dụng và tiêu hào những vũ khí cao cấp như vậy trong chiến tranh nhanh hơn rất nhiều so với việc sản xuất ra chúng hầu hết các nhà quan sát nhất trí rằng xét về vũ khí và đạn dược cuộc chiến kéo dài hơn thì lợi thế của nga càng lớn hơn nếu nước này sẵn sàng tiếp tục chi lớn và chấp nhận quân số thương vong các diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột sẽ mang đến câu trả lời rõ ràng cho vấn đề này